Kính chào quý bà con, quý anh chị đã trở lại với kênh Ốc Bua Đen hay là kênh Rùa Ốc Lê Minh của mình. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho quý bà con, quý anh chị về vấn đề là ngủ đông cho ốc. Tại vì hiện tại mình chia sẻ hình này hơi sớm, nhưng mà phù hợp với một số bà con ngoài Bắc. Tại hiện tại ở ngoài Bắc là có ốc chuẩn bị vào ngủ đông rồi. Ở trong Nam mình khoảng chừng 2 tháng nữa. 2 tháng nữa ha. 2 tháng nữa thì con ốc mình cũng bắt đầu vào ngủ đông. Nên hôm nay mình chia sẻ để bà con mình chuẩn bị trước. Nó có nhiều cách để giữ cho con ốc mình ngủ đông. Ở đây mình làm một số trường hợp để cho bà con mình có thể tham khảo và theo cái khu vực của mình mà mình có thể lựa chọn cách thích hợp nhất nha. Thường thường thì mùa đông mình nó rơi vào từ tháng 10 cho tới tháng Giêng. Tháng Giêng âm lịch của mình. Còn ở miền Tây mình á, miền Nam á, đa phần miền Nam nói chung á thì thường thường vào cỡ tháng Chạp là tháng 12 á cho tới tháng Giêng. Tháng Giêng thì khoảng 2 tháng à. Miền Nam mình khoảng 2 tháng. Do đó mình để chuẩn bị gì và cho con ốc mình nó ngủ đông thích hợp nhất và cách nào thì mình chia sẻ. Nó cái cách thứ nhất ha. Cách thứ nhất là đối với vèo lưới. Bà con mình nuôi vèo lưới như mình đây nè. Đó, cái vèo lưới trước mặt bà con đó. Cách đó đó. Thì có thể mình thả bít kết lục bình. Đây ha. Cái này mình đã bèo qua dâu. Và mới mốt mình sẽ thả lục bình vào. Mình ngồi đi cho ốc ngủ đông. Hiện tại là nó bèo qua dâu mình thả này thôi. Còn lục bình mình đã chuẩn bị rồi. Mình thả bít cái lục bình. Bít lục bình. Hiện tại cái ao mình ở đây là cái ao này đang sâu khoảng 1 mét, 1 mét rưỡi. Thì khi mà mình thả bít lục bình rồi, mình rút nước ao ra còn khoảng 50 cm. 50 cm. 50 cm dưới rễ rau mát nữa thì là được. Đó. Và ở trên nè, ví dụ như trên lưới nè, mình có thể che chắn nó bằng một cái lưới lan hay lưới gì đó để mình che thêm. Để giữ ẩm. Giữ ẩm và giữ nhiệt độ tốt cho con ốc. Khi mà mình giật nước, mực nước xuống vậy thấp vậy đó, thì con cái nhiệt độ trong đất nó sản sinh ra, nó sẽ sưởi ấm cho con ốc mình vượt qua mùa đông. Đó là cách thứ nhất đối với vèo lưới. Đối với bà con mình nuôi ao đất, thì mình có thể vệ sinh sạch sẽ, nạo vết, nạo hết bùn đất lên. Chừa lại khoảng 10 đến 15 cm bùn gì đó. Mình chừa lại, sau đó mình tiến hành mình thả ốc vào, thả ốc vào, xong thả ốc con, ốc bú mẹ hay ốc trưởng thành gì đó mình thả vào hết. Rồi mình bắt đầu mình thả lục bình luôn. Cái lục bình là quan trọng nha, mình thả lục bình dày vào kín luôn. Và cái đưa mực nước vào khoảng 50 cm, 50 cm thôi. Để con ốc nó khỏe, nó qua đông. Một số con ốc mà nó khỏe mạnh nó có thể vùi xuống bùn luôn. Nó vùi xuống bùn ha bà con. Nó vùi xuống bùn để nó trú đông luôn. Nó lấy nhiệt độ đất á, cái nhiệt độ đất khi mà mùa đông á. Nhiệt độ đất nó ấm, Bởi vì khi bà con mình nói trời mưa đi. Trời mà đang mưa bà con mình xuống dũng đi. Xuống dũng hay xuống kinh, xuống sông gì đó. Bà con xuống kênh rạch hay sông suối gì đó, bà con mình tắm đi thử đi. Nước con nó sẽ ấm liền, nước sẽ ấm. Và khi mà mình xử lý ao đất vậy, ở trên phía trên này nè, mặt trên á, mặt trên của ao mình thì có thể làm một cái vàng này, một vàng trồng mướp, bầu bí hay rau củ quả gì có thể tùy theo chỗ ha. Nếu mà chỗ lạnh quá thì trồng cây nó không phát triển được thì thôi. Bà con mình có nếu có bạc thì che lên, còn không có thì mình tận dụng cái lục bình dày lên. Cách thứ ba. Là một số bà con mình có vườn á. Thường thường bà con mình đi mình thấy á, bà con mình cái đào cái rãnh. Giống như cái rãnh nước vậy ha. Đào cái rãnh nước vậy, giống như rãnh nước à. Bà con mình để bùn vào khoảng 10 cm. 10 cm, rồi sau đó bà con mình thả ốc vào, hạ nước, phủ bèo. Phủ bèo hay lục bình gì đó. Bà con phủ dày lên. À, che bạc và ở trên giữ ẩm cho đất thì con ốc nó sẽ ở trong đó nó trú đông, nó trú qua mùa đông nhẹ nhàng thôi.
Và cách hiệu quả mình thấy á, mình thấy mà mình có sử dụng rồi á, là trong nhà kính. Trong nhà kính ha bà con. Thì nhà kính á, thì trước tiên á, là mình thả cái lục bình bèo vào kính, vào cái bồn mình để như nhà này là phù hợp cho bà con mình bể bạc nè. Đó là cái nhà kính mình phủ bèo hay lục bình vào trong cái đó, rồi mình hạ cái cho mực nước nó xuống khoảng chừng 50 cm. À đa phần mình để nước mùa này khoảng 50 cm là vừa, không thấp quá cũng không cao quá, để lại thấp quá cái lượng ẩm nó không đủ, không đủ để nó sưởi ấm cho con ốc mình. Còn nếu cao quá thì quá lạnh, quá lạnh cái khoảng trống nó không gian nó quá lớn, không đủ cái độ ấm từ đất lên đó, khoảng 50 cm. Và đối với cái này thì mình không có bỏ bùn nha, nhưng mà mình phải thay nước định kỳ khoảng 10 đến 20 ngày gì đó. Nước dơ thì mình sẽ thay, nhưng đặc biệt lưu ý bà con mình khi thay nước á, mình không có thay quá 50%, thay quá không thay quá không thay quá 50% cái lượng nước có sẵn trong cái bể bạc trong nhà kính ha. Nếu bà con mình thay quá nó dẫn tới hiện tượng là sốc nước, sốc nước nó chết, chết ốc nha. Và đặc biệt cái giai đoạn này á, là bà con mình nên có thể thay nước di sông, nước sông hoặc nước giếng khoan gì đó trực tiếp cũng được. Khi bà con mình ốc mình mà để qua đông á, thì mình chuẩn bị mọi thứ như thế để chi. Tại sao mà mình giữ ốc qua đông? Tại vì mùa đông giá rét á, ốc nó không có phát triển và cũng không sinh sản được. Đối với miền Tây thì con ốc mùa đông nó có thể phát triển được, nó vẫn ăn vẫn lớn, nhưng mà nó có thể nó chậm lớn chút, nhưng mà nó vẫn lớn. Khi bà con mình cũng nói chung là cũng hơi lạnh, thì thời tiết lạnh quá thì mình phủ lục bình thôi, phủ lục bình thôi, mình cũng giữ ấm cho nó thôi bằng những biện pháp đó. Để sau tháng giêng tháng 2 thì bắt đầu mình đưa con ốc, khi nắng lên mình đưa con ốc trở lại với ao hồ nơi mình nuôi, chuẩn bị cho một kỳ sinh sản mới trong năm tới 2022. Đó là mùa hứa hẹn cho bà con mình một vụ mùa mới bội thu ha. Thì mình có chia sẻ một số cách để bà con mình làm cho ốc vượt đông đó, mình thấy hiệu quả thì mình chia sẻ cho bà con mình. Ở chỗ mình cái nào thích hợp thì bà con mình sử dụng thôi, cách nào đó thì bà con mình xài. Thì hiện tại bên mình có cung cấp con giống ốc bươu ha, ốc bươu đen ha, mà trứng ốc và ốc bươu đen. Bà con nào có nhu cầu thì cứ liên hệ thôi, bên dưới thông tin của mình. Kính chúc quý bà con mình, quý anh chị chăn nuôi một ngày làm việc thật vui vẻ và thành công trong cuộc sống. Nếu mà thấy kênh mình hay thì đăng ký chia sẻ mọi người cùng tham khảo, và có gì hay thì bà con mình có thể, anh chị có thể trao đổi cùng em ha. Cảm ơn anh chị.